Căn nhà vườn của chúng ta thuộc vùng ven thành phố Đà Lạt với tổng diện tích là 3.600 m², ghi nhận trên sổ là 400 m² thổ cư. Trên đất hiện tại có sẵn một căn nhà cấp 4 và vườn kế bên trái được trồng chủ yếu là cà phê, tiêu, xoài, bơ, nằm trong khu dân cư hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện. Đất có hai mặt tiền đường với chiều ngang là 45 m, dài là 80 m. Khách hàng sở hữu với một giá thành tốt chỉ 2.400.000.000, tương đương 54 triệu trên 1 m². Giá khu vực hiện tại đang dao động từ trên 70 triệu trên 1 m². Pháp lý sổ Hồng Riêng phù hợp khách hàng mua định cư nghỉ dưỡng về thành phố Đà Lạt. Mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và hôm nay giới thiệu với anh chị một căn nhà vườn vùng ven thành phố Đà Lạt với tổng diện tích là 3.600 m², ghi nhận trên sổ là 400 m² đất ở. Mình sở hữu một giá thành khá là tốt, chỉ 2.400.000.000, nằm trên mặt tiền đường bê tông chính thuộc xã Phúc Thọ. Đất có hai mặt tiền đường trước và sau, với chiều ngang mặt tiền đường của mình là 45 m, dài là 80 m. Đất vuông vức, chúng ta gồm phần nhà và sân vườn được trồng cà phê và hồ tiêu và một số cây ăn trái nhỏ. Bây giờ em sẽ chia sẻ từ bên ngoài của thửa đất cho anh chị mình tham khảo ha. Đây, đứng từ đây anh chị có thể nhìn thấy tổng quan của lô đất của mình này anh chị. Phía trước này là tổng thể cái ngôi nhà của mình này anh chị. Với chiều ngang mặt tiền đường là 45 m, ranh giới là theo hướng tay em chỉ nha anh chị. Đây, ở phía trước này nè. Đường bê tông hiện trạng là đường bê tông 5 m, ô tô có thể lưu thông, di chuyển dễ dàng. Đây là ranh đất của mình nè anh chị. Ngay cái bụi cây theo hướng tay em chỉ. Sang bên phải màn hình là 45 m. Hạ tầng là đường điện nhà nước nè, có sẵn đèn đường ở trước đất rồi anh chị. Thì ở trên đất cái mặt tiền rộng nên mình sẽ có một cái trụ điện ở đây. Trường hợp mà anh chị muốn tách thửa hoặc là mình muốn sử dụng cái phần mặt tiền ở phía trước này mà mình không muốn vướng trụ điện thì mình có thể di dời sang bên góc của lô đất nha anh chị. Mình có thể làm dịch vụ được trong khoảng từ 8 đến 15 triệu là mình di dời cái trụ điện được rồi nha anh chị. Mình không quá quan ngại về cái vấn đề này. Chiều ngang của mình là 45 m mặt tiền đường. Giá là 2.400.000.000, chia ra là khoảng 54 triệu trên 1 m². Thì giá khu vực hiện tại đất nền thì dao động trong khoảng từ 80 tới 120 triệu trên 1 m², tùy vị trí nha anh chị. Thì mình có thể sử dụng chỉ để nghỉ dưỡng định cư nếu anh chị muốn. Còn trường hợp thứ hai mình muốn đầu tư, mình có thể tách thửa theo cái hai mặt tiền đường. Mặt trước này là mình có thể tách 10 hoặc là 12. Còn ở phía dưới cũng là mặt đường đất tiếp giáp với đường chính và là đường thông thì cũng có thể tách ra được từ ngang 10 tới ngang 12. Mặt tiền cả hai mặt đều là 45 m. Anh chị thấy thì xung quanh dân cư đều đã hiện hữu hết rồi. Bên này mình có quán tạp hóa rồi này. Mình mua nhu yếu phẩm hàng ngày là mình có thể mua ngay bên này rồi, không cần phải đi lại xa xôi đâu anh chị. Mình cách với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ là khoảng 4 km. Trục đường anh chị thấy là trục đường chính này, có bảng hiệu đường ưu tiên ở phía trước luôn này. Đây là cảnh quan ở phía trước đất mình nha anh chị. Trước mình là một nhà dân. Đây là phần cổng phía trước nha anh chị. Toàn bộ xung quanh đất đều được rào vây hết rồi này. Giờ em sẽ đi vào trong căn nhà. Hiện tại thì gia chủ đang đi vắng nên em không vào quay chi tiết được. Nên anh chị mình tham khảo sơ bộ trước cái phần nhà giúp em nha. Đất mình chỉ tính đất trống thôi, không có tính cái phần nhà đâu. Nhưng mà có một căn nhà như thế này thì mình đỡ tốn công phải xây dựng. Mình chỉ cần sửa lại bài trí là mình có thể ở được ngay rồi. Công năng cũng đầy đủ, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng ăn. Còn đây là một khoảng sân ở phía trước là sân đậu ô tô này. Các cái nhà vườn ở đây đều làm sân rất là rộng để vừa sinh hoạt, mình vừa có thể đậu được ô tô đó anh chị. Và song song đó, chủ yếu là sẽ phơi cà phê. Những mùa
hái cà phê thì sẽ cần diện tích rất là nhiều để phơi, nên cần khoảng sân nó rộng hơn. Cái phần hiên nhà thì cũng đều đã làm mái che hết rồi nè. Nhà mình là nhà xây kiên cố, hệ thống cửa chính là bằng cửa gỗ. Ở dưới không gian bếp thì làm bằng cửa sắt này anh chị. Còn đây là nhà kho để vật dụng cá nhân, và có chăn nuôi thêm gì thì anh chị sau khi sở hữu mình có thể chăn nuôi. Phần giếng nước của mình là sử dụng nước giếng khoan nha anh chị. Đây đường ống nước nè, dùng để sinh hoạt chung và tưới tiêu đó anh chị. Còn bên hông nhà mình có cái cảnh quan đằng sau rất là đẹp anh chị. Mình hướng về mặt hồ và hướng về mặt đồi núi. Mình đứng bên hông nhà là mình có thể thấy được cái phía trước là hồ này anh chị. Nhìn xa xa cảnh thì nhìn rất là đẹp. Anh chị mình đứng thực tế thì mình có thể cảm nhận nó rõ hơn đó anh chị. Hiện trạng thì em chỉ quay sơ bộ được cơ bản thôi. Đây là phần cảnh quan ở sau đất của mình. Bây giờ em sẽ ra đằng sau để em chia sẻ thêm cái vườn đằng sau nhà để anh chị mình tham khảo. Đằng sau nhà thấy đất mình sẽ hơi triền nha anh chị. Toàn bộ đất mình đã được rào vây hết rồi. Cái nhà đằng trước này ngày xưa gia chủ có trồng la ghim á, trồng cây rau ngắn ngày á, nhưng mà hiện tại thì đang để trống, không có trồng trọt nữa. Chất đất rất là đẹp, rất là tốt, thổ nhưỡng màu mỡ nên cỏ mọc rất là tùm này anh chị. Ở đây mình trồng cây cối thì sẽ không phải chăm sóc nhiều đâu. Bên này chúng ta có phần ao tưới này. Mình lợp lại bạt rồi mình tưới nước lên phần hồ này, rồi mình sẽ tưới cho cái khu vườn của mình. Thì nước nó sẽ mạnh hơn đó anh chị. Đây là cái phần móng nhà của mình. Anh chị thấy cái phần móng làm rất là kiên cố. Ngày xưa cái giá thành mà xây cái nhà này chắc cũng trong khoảng 400 tới 600 triệu đó anh chị. Đây là phần bồn nước của mình anh chị. Có nước nóng, có bồn nước riêng luôn rồi. Sở hữu là mình có thể ở ngay. Đây là hố ga nha anh chị. Trên đất thì hiện tại có sẵn vườn cây ăn trái này. Đây là có bưởi này anh chị. Bưởi 2 cây. Bên kia là có cái ổi này. Bên này bơ thì một cây chết rồi. Đây là một cây bơ này, 2 cây này. Bên này cũng trồng xoài, có thanh long nữa. Bên này cũng có thêm ổi này. Một số cây ăn trái phục vụ cái đời sống hàng ngày thôi, chứ không phải là mình nuôi để thu hoạch đâu anh chị. Phần bên trái đất của mình sẽ được gia chủ trồng cà phê. Nhìn rất là triệu trái này anh chị. Đợt này mình sở hữu là mình được thu rồi nè. Xen giữa những cái vườn cà phê là những cây ăn trái, cây bơ này. Có tán cũng rất là rộng rồi. Những cây này đều cho ra trái hàng năm rồi. Cái khu vườn của mình có nhiều cây ăn trái thì nó càng phong phú thêm anh chị ạ. Còn cái phần bên phải của mình, gia chủ đang trồng hồ tiêu. Tiêu và cà phê là hai cây trồng mang kinh tế chính cho cái lô đất này nha anh chị. Diện tích là 3.600 m², có sẵn 400 m² đất ở. Khí hậu đây cũng rất là mát mẻ và trong lành. Mình di chuyển về trung tâm thành phố là khoảng 65 km. Mình di chuyển về sân bay là khoảng 35 km. Trong bán kính là 5 km là sẽ đầy đủ tiện ích sống, trường chợ cho mình sử dụng. Cà phê anh chị thấy nè, triệu trái luôn nè. Đây là bơ, không có chăm sóc nhiều nên cây nhìn nó hơi yếu anh chị. Ở dưới này là một khuôn viên trồng thanh long nè.
Mặt tiền ở phía sau của mình là mặt tiền đường đất nha anh chị. Đằng sau này vẫn còn nhà dân đó. Cái đường đất này vẫn có nhà dân sinh sống như vậy. Có tiếng chó sủa này. Đây là cái phần làn đường đất của mình này anh chị. Chiều ngang cũng là 45m luôn. Đường là đường thông và ô tô cũng thể di chuyển thoải mái. Đường rất là rộng. Đây là cảnh quan ở phía sau đất nè. Bao quanh là núi đồi, một trong những cảnh quan đặc trưng của miền Tây Nguyên. Mình ngắm cảnh ở đây thì cái tâm hồn, cái tinh thần của mình nó rất là dễ chịu, thoải mái. Thế đất sẽ khá là triền đó, nhưng mà mình chia ra thành hai nửa để mình sử dụng. Thì một mặt là thế dương, nếu tính theo mặt đường đất này mình là thế dương, còn tính theo mặt đường bê tông sẽ là thế âm. Trên đất ở phần gần cuối vẫn còn những cái tảng đá lớn. Anh chị nào mà mình yêu bonsai, mình muốn có những không gian để trang trí cho cây cảnh, hoặc là mình muốn làm những cái hòn non bộ, thì mình có thể tận dụng những cái loại đá này để mình trang trí cho cái phần tiểu cảnh của mình. Đất dốc nên nếu như mình đi thực tế thì có thể cũng sẽ hơi mệt đó anh chị. Mà xung quanh nó cũng thoáng nên đi lại cũng không có khó khăn lắm đâu. Mai này mà mình làm theo cái đường hông thì mình phân cấp ra được nhiều tầng thì nó sẽ đẹp hơn, và khai thác cái quỹ đất của mình nó sẽ tối ưu hơn anh chị.